Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến chiếc đồng hồ Hublot Spirit Big Bang Moonface 42mm với mã hiệu là 647NX1137RX. Mặc dù ở trong thời điểm này thì lịch tuần trăng trên đồng hồ là một tính năng mang nhiều ý nghĩa thẩm mỹ hơn là ý nghĩa thực tiễn. Hầu hết các thương hiệu đồng hồ đều cung cấp những cỗ máy đếm thời gian có chức năng này. Chiếc đồng hồ có thể chỉ có chức năng lịch tuần trăng bên cạnh bộ chỉ báo thời gian, hay nhà sản xuất cũng có bố trí thêm các chức năng khác xung quanh. Ví như là cỗ máy Omega Speedmaster Moonface Moonwatch là sự kết hợp của tính năng tuần trăng cổ điển và chronograph thể thao. Patek Philippe năm 2005 thì lại cho chúng ta thấy lịch tuần trăng bé nhỏ được bao bọc bởi chỉ số báo 24 giờ xung quanh. Còn với mỗi đồng hồ Hublot Spirit Big Bang Moonface 42mm này, đơn giản hơn vậy. Được xây dựng lấy lịch tuần trăng làm tính năng nổi bật nhất, bên cạnh chỉ báo giờ, phút, giây cơ bản. Nhưng hơn cả, so với chiếc Selene Moonface cũng có chức năng tương tự, đại diện đến từ nhà sản xuất non trẻ như Hublot lại bứt phá về sự khỏe khoắn nhiều hơn khi sở hữu một mặt số hiện đại mà không đi theo thiên hướng cổ điển. Thương hiệu Hublot ghi dấu trong lòng công chúng là nhà sản xuất sử dụng dây đeo cao su đầu tiên trên những chiếc đồng hồ cao cấp. Nhưng khi tung ra ý tưởng này thì nhà sáng lập thương hiệu, ngài Carlo Crocco, không nhận được sự tán thưởng từ phía công chúng lẫn các thương hiệu cùng thời điểm. Tuy nhiên giờ đây, những chiếc đồng hồ thể thao có dây đeo cao su lại trở thành món hàng được yêu thích và săn đón hàng đầu thị trường. Những tên tuổi lớn trong ngành không ngại tung ra những cú hit đồng hồ thép hoặc vàng đi kèm dây đeo cao su, đủ để thấy là ý tưởng này kết hợp tuyệt vời đến như thế nào. Nhưng dây đeo cao su không phải là điều đưa cái tên Hublot trở nên nổi tiếng. Triết lý Art Diffusion được thể hiện cụ thể trên dòng đồng hồ Big Bang mới chính là nguyên tố đầu tiên khi nói về thành công của hãng. Tiếp sau đó, thành công nối tiếp thành công. Thương hiệu này đã cố gắng tung ra nhiều bộ sưu tập mới như là Classic Fusion, Spirit of Big Bang để củng cố địa vị của mình trong mắt người hâm mộ. Là một đứa con tinh thần đặc biệt của thương hiệu Hublot, ngay từ khi dòng đồng hồ này xuất hiện thì nó đã khiến cho công chúng phải tranh cãi nhiều. Phải chăng là Hublot đang muốn cạnh tranh với ngôi sao đăng lên là Richard Mille bởi chúng cùng mang dáng vỏ tenille. Dáng vỏ này cũng khá lạ mắt khi đồng hồ vỏ tròn vẫn đang chiếm ưu thế hơn. Dù vậy, thuở đầu thì bởi kích thước 45mm của mình mà Spirit of Big Bang khá kén người đeo, nên khi chiếc Spirit of Big Bang Moonface trình làng với kích thước 42mm thì đây chính là tín hiệu đáng mừng tới nhiều người hâm mộ. Ở thời điểm mới ra mắt năm 2016 thì Spirit of Big Bang Moonface 42mm được sản xuất trong hai chất liệu là Titanium và vàng King Gold. Cả hai phiên bản đều có mặt số thiết kế skeleton tiêu chuẩn, nhưng gia nhập phía sau là những phiên bản mặt số có màu nổi bật, đi kèm những viên đá quý cùng tông màu, mặt số nạm kín vành benzo. Những màu sắc hiện hữu là màu hồng, tím, xanh, nổi bật và mang cả tính riêng, hướng đến sự sang trọng và cao cấp hơn. Nhưng nếu xét về vẻ đẹp thuần túy và thể thao thì phiên bản Titanium không kim cương vẫn là nên đứng đầu tiên. Mẫu đồng hồ này sở hữu bộ vỏ chắc chắn và cứng cáp. Xét về độ cứng thì Titanium vượt trội hơn thép, nên thực tế việc xử lý bề mặt của kim loại này không đơn giản như trên vàng hay trên thép. Tông màu xám, tối của bộ vỏ Spirit Big Bang Moonface hiện tại khi mà kết hợp cùng với dây đeo cao su màu đen tạo nên sự mạnh mẽ và cá tính như bất kỳ ai chờ đợi ở một chiếc đồng hồ thể thao nhà Hublot. Đi kèm với mặt số thiết kế dạng skeleton, sự độc đáo của chiếc đồng hồ còn tiếp tục phát huy tác dụng. Tăng tầm nhìn hướng tới mặt số bên trong, một mặt kính sapphire cong nhẹ được nhà sản xuất ứng dụng trên thiết kế Spirit of Big Bang hiện tại. Ở bên dưới lớp kính ấy là một mặt số được thiết kế dạng skeleton. Hublot cũng là một trong số ít thương hiệu có thói quen thích sử dụng mặt số skeleton trong nhiều đứa con tinh thần của mình. Nếu không tận dụng được, mặt số skeleton có thể sẽ trở thành điểm yếu của cả chiếc đồng hồ này. Vậy thì chiếc Hublot Spirit of Big Bang Moonface 42mm này có làm bạn thất vọng không? Với tôi thì không. Xét về độ dễ theo dõi giờ giấc, có thể thấy nhà sản xuất bố trí từng cọc chỉ giờ bên ngoài rìa đều có kích thước lớn và đang đính nổi hẳn ở bên trên. Cùng với bộ kim dáng bút chì quen thuộc trên đồng hồ Big Bang, những cọc chỉ giờ đều được phủ chất phát quang sáng màu ở chính giữa nên không hề bị chìm ở không gian rắc rối xung quanh. Mặc dù các tính năng được bố trí theo tiêu chí ngẫu nhiên, không theo cơ sở hay là quy tắc thông thường nào, chúng cũng không gây ảnh hưởng đến việc theo dõi từng chỉ số một.
là tính năng được nhấn mạnh nhất xuất hiện trên tên đồng hồ. Lịch tuần trăng của mẫu đồng hồ này là bộ hiển thị hình tròn nằm tại góc 6 giờ đồng hồ. Nhà sản xuất bố trí nền trời màu xanh và hai mặt trăng sẽ thay phiên nhau lộ diện trước ánh sáng mặt trời, trong khi mặt trăng còn lại sẽ hiển thị mờ mờ khi chưa đến lúc xuất đầu lộ diện. So với nhiều bộ hiển thị lịch tuần trăng truyền thống, Hublot đã mang đến một cách tiếp cận mới trên dòng đồng hồ Moonface vốn đã tồn tại hàng thế kỷ cùng nhiều nhà sản xuất danh tiếng. Hướng tới góc 12 đến 2 giờ là vòng tròn lớn nhất chỉ báo ngày. Trên thiết kế Spirit of Big Bang Moonface 42mm này, ngày được thể hiện thông qua hai đĩa riêng biệt và có kích thước lớn, khá giống cách thể hiện từ nhóm sản xuất đến từ Đức. Nhưng rõ ràng, thiết kế đồng hồ Hublot hiện tại không được cổ điển bằng đồng hồ Đức, và thêm vào đó là sự trẻ trung, cá tính hướng đến top khách hàng cụ thể của nhà sản xuất trẻ tuổi này. Không giấu giếm điều gì, phía sau của chiếc đồng hồ này, nhà sản xuất có trang bị mặt kính sapphire, và từ đó người dùng có thể quan sát đến bộ máy theo phong cách công nghiệp ở bên dưới. Từ đáy đồng hồ thì có thể thấy rõ được cái tên HUB1770, và đó là tên bộ máy cung cấp năng lượng cho cỗ máy này hoạt động. Bộ máy này sẽ vận hành trong khoảng 50 giờ đồng hồ khi được lên cót đầy đủ. Và đó là những thông số cũng như là những điểm đặc biệt mà chúng tôi tìm thấy trong mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Không biết là các khán giả của Zabar Luxury cảm thấy như thế nào về video này thì hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.